Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video của Sơn nhá. Ngày hôm nay thì Sơn đang đi ra bãi gỗ. Ở đây thì các bác có xem mấy cái video Sơn quay rồi đấy, đa số gỗ đổ về đây thì chuẩn bị đi xẻ. Nhưng mà hôm nay gặp ở đây có mấy cây kinh khủng các bạn. Kinh khủng khiếp, Sơn chưa nhìn thấy cái nào như này. Thực sự nếu mà ai mà xẻ phải cái cây gỗ như này thì đúng là quá đen luôn. Chỉ chia buồn với các bác chủ ở đây. Xẻ gỗ như này là top team luôn các bạn. Một cây gỗ này tính ra giá trị của nó rơi vào tầm khoảng 5 đến 7. Gỗ này gỗ gì? À đây may là gỗ ECOP ấy. Chứ gỗ này mà gỗ cẩm hồng với gỗ lim thì giá nó cao. Nếu mà gỗ cẩm hồng hoặc gỗ lim thì giá của cây này nó phải rơi vào tầm khoảng 700. Mà xẻ mà vỡ một cây như này là không bán được cái gì luôn đấy các bác này. Đây, nếu mà mình xẻ được một cây như này là mình không làm được cái gì luôn ấy. Mình chỉ có lấy được tí chỗ này thôi. Lấy tí chỗ này thì làm mấy cái băng thôi. Mấy cái băng thì bán có mấy triệu thôi. Đấy các bác thấy không? Nên là nếu mà xẻ mà cây như này là đúng là khủng hoảng luôn các bạn. Đây này cái đầu gốc, à cái đầu ấy, còn cái đầu ngọn ở đây này, à cái đầu gốc đây này, cái đầu gốc nó to này, đầu gốc nó to, cây này vanh nó phải rơi vào tầm khoảng 600-700, mà nó bị vỡ cỡ này thì thôi chứ người chui vào đây được luôn. Đây các bạn này, người chui lọt vào đây luôn đây này, ngồi vào đây luôn. Bây giờ nhờ anh điện đo cho bác thanh cái khúc này để làm trống cho rộng cho em quay luôn cái đoạn video này. Đo làm trống cho anh đo bên đây là 1m2 này, đo cân ở hai bên để xem khúc có tròn không. Chỗ này 1m27, mình cân hai cái đầu này để tròn xem nó có tròn không, một diện trống được. Đầu này cũng 1m3 luôn. Tính ra nó cũng cân đấy các bạn. Rộng ở đây. Đây cũng 1m3. 1m3. Còn này 1m4. 1m4. Thì có khả năng mình vẫn điện tròn những con này, cái điện tròn đây, cái này mình điện tròn lại thì nó vẫn tròn, thành cái trống nó tròn này, còn cái đầu này, đây cũng 1m27, đây được 1m27, cân đấy, bên kia là 1m2 thôi, cái này cũng 1m27 luôn, đầu này thì tròn. Đầu kia to hơn tí. Ok.